Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình đi rửa xe, mình sẽ quay cái máy rửa xe tự động ở bên Nhật này như thế nào cho mọi người cùng xem nhé. Đây là cái máy tự động rửa xe ở bên Nhật nè các bạn. Thì mọi người cùng xếp hàng nối đuôi nhau để chờ mua cái bỏ tiền cắt vào và mua cái phiếu để rửa xe. Thì trước tiên thì lúc mà mình chờ để xe mình được rửa thì mình sẽ cầm một cái vòi nước mình xịt ở bên ngoài, xịt sơ bên ngoài cho nó bớt cát đi, rồi xong rồi tí xíu nữa mình chạy vào trong máy tự động nó sẽ rửa. Này các bạn có nhìn thấy không? Đây là có một anh chàng đang rửa sơ chiếc xe bên ngoài của anh ấy. Để tí xíu nữa thì vào trong máy tự động á, nó sẽ rửa kỹ hơn nữa. Ở bên Nhật á, thì thường là mấy cái cây xăng mà mình đổ xăng á các bạn, thì thường nó có những cái máy tự động để cho mình rửa xe như thế này nè. Đây nè, anh ấy đang bỏ tiền vào để mua cái phiếu mà rửa xe á các bạn. Bây giờ thì kế tiếp ra chiếc xe kế đến sẽ rửa. Các bạn xem nè, cái máy tự động rửa xe bên Nhật này á, nó rất là hay. Nó có những cái chế độ rất là hay để cho mình rửa xe của mình nó rất là sạch luôn các bạn. Cái máy nó đánh những cái lông cái lông khăn của nó trên cái máy á, nó đánh trên cái mui xe của mình đó, nó cọ nó chà rất là sạch luôn á. Các bạn nhìn xem cái nè, ở bên Nhật nó rất là hiện đại không? Không biết ở bên mấy nước khác thì không biết có giống như ở bên Nhật này không hả? Các bạn có xem bên mấy nước khác có giống như vậy không? Bình luận nói cho mình nghe với. Xe mình nhé. Đây thì ở đây nó có mấy cái nút để cho mình bấm nè. Hành trình rửa xe mình đã xong rồi các bạn ơi.
cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Các bạn thấy video này hay thì hãy bấm share, like, đăng ký giúp mình nhé.